Rồi, hôm nay giới thiệu các bạn con Panasonic trợ lực nguyên bản nha. Theo cầu thì mình lấy thêm cái dòng trợ lực cho các bạn. Nhiều người cũng chưa có hiểu về trợ lực như thế nào và tay ga như thế nào, đâm ra hôm nay mình giới thiệu con trợ lực để các bạn dễ hình dung. Đây, cái ba ga zin của nó. Cặp tay zin của nó. Đèn này đèn năng lượng. Ban ngày bạn thấy các bạn không thấy nó nhúc nhích gì hết, không thấy nó sáng gì hết. Thả tay ra, hết. Ở đây có những cái dãy chích năng lượng của nó, tích năng lượng của nó. Ban đêm thì tự động nó nhảy thôi. Con này thì đùm Shimano 3 số. Còn cứng khừ luôn. Thắng bi. Khóa nhanh chóng còn cứng nhắc. Đây cái niềng của nó là niềng không rỉ, thép không rỉ. Tâm zin luôn. Ruột zin luôn. Những cái dòng ruột zin thì nó mới có cái van này. Đây là cái pin xe của nó. Nhiều bạn không biết lấy cục pin như thế nào. Những thằng này thì bắt buộc các bạn phải khóa bánh sau. Các bạn rút chìa khóa ra mới lấy được cái khóa cái pin ra đây mới sạc được. Phải khóa cái bánh sau lại, rút chìa khóa mới lấy cục pin ra đem đi sạc được. Bàn đạp, giò đạp của Bona. Sử dụng lốc máy nhôm luôn, nguyên con này. Tem zin luôn. Những cái tem zin của nó đi theo xe của nó còn rất mới. Yên. Cái này là điều chỉnh lên xuống cho cái yên. Mình quay rất cận nha. Để anh em mua hàng xa có thể hình dung cái độ chạy chùa của nó, với là cái độ mới, cái độ chày chuột của nó, để mất công khi giao rồi đó anh em kêu ủa sao cơ chày quá. Nó sẽ quay rất kỹ đó. Đó những cặp đũa chỗ này nó sẽ bị chày. Lên hình lên video rất rõ ràng chứ không có bập mờ gì hết, chỗ nào chày mà nói chày. Cặp te. Niền vẫn còn niền zin hết. Vỏ ruột zin luôn nè. Vỏ zin luôn nè. Đèn trước. Đèn trước con Mana. Để anh mở đèn cho nó. Sáng lắm. Đổ bên đây đỡ chạy hơn bên kia. Đèn Mana thắng nhôm. Bộ tem của nó còn luôn. Sử dụng con Lion 8 chấm nha. Sơn tự động.
Đây vỏ zin của nó luôn. Còn rất liền đồ. Ghi đông của nó rất mới. Bao tài zin luôn. Cái này là tốc độ trợ lực của nó 1, 2, 3. Trợ lực nhẹ, trợ lực trung bình, trợ lực mạnh. Này đèn, cái độ hiển thị pin. Còn bên đây là số. Đi số 1. Tốc độ nhẹ, đạp rất là nhẹ. Số 1, số 2 để đi trong đường, trong đường đông đạp nhẹ. Đi số 3 tốc độ đi đường trường. Số 3 chân nó hơi nặng, nặng chân xíu, nhưng mà xe chạy nhanh. Con rất đẹp. Đây bộ giật sạc zin của nó đây. Sạc zin theo xe Bana. Bộ giật sạc zin này mua rồi cũng khá mắc đó. Mình có mấy cái video clip ở trên YouTube hướng dẫn các bạn cách test cục pin này. Cách nó còn pin bao nhiêu, dự trữ được bao nhiêu trong đó. Còn cái hiển thị ở đây 5 nấc là chỉ hiển thị chơi cho vui thôi. Chứ dung tích thật của nó không tới 5 nấc đâu. Rồi. Hồi mình sẽ chạy thử con trợ lực này để các bạn hình dung cho nó dễ. Trợ lực là như thế nào, mà tay ga là như thế nào. Rồi chào các bạn nha.